Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn cách sử dụng dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc trong việc là giúp điều hòa huyết áp ở à, đây các bạn việc huyết áp không ổn định lúc cao lúc thấp là tình trạng mà khá nhiều người mắc phải hiện nay và điều này thì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc điều hòa huyết áp thì ăn gì uống gì cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm chính vì vậy dòng sản phẩm nước ép tỏi đen cang hoa đến từ hàn quốc là một trong những dòng sản phẩm giúp điều hòa ổn định huyết áp được rất nhiều người sử dụng hiện nay À, từ xa xưa thì tỏi đã vốn được là biết đến như là một trong những loại nguyên liệu vô cùng tốt giúp hỗ trợ điều trị được nhiều căn bệnh như là cảm cúm, ốm, sốt hay là ho cũng như là việc tỏi thì giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng cường sức đề kháng à, và nhất là đối với tỏi đen khi đã được chế biến rồi thì tỏi đen là một trong những loại nguyên liệu có chất chống oxy hóa vô cùng cao đồng thời là nó có khả năng còn phòng chống được căn bệnh ung thư và chỉ sau một thời gian dài sử dụng thôi chúng ta đã cảm thấy là huyết áp của mình được cân bằng một cách rõ rệt đồng thời là không còn tình trạng cao huyết áp hay là huyết áp thấp một cách đột ngột nữa và nước ép tỏi đen cao hoa đến từ Hàn Quốc được sản xuất dưới dạng nhỏ gọn như thế này thì khi chúng ta đi du lịch hay đi công tác xa có thể dễ dàng mang theo bên mình và cách sử dụng dòng sản phẩm này cũng vô cùng là đơn giản với gói túi được đóng như thế này túi nước được đóng như này thì mỗi lần dùng chúng ta sẽ tiện lợi hơn cũng như là không phải pha chế nhiều và mỗi ngày chúng ta sẽ dùng một gói nước ép tỏi đen như trên tay kiểu anh đây và sau đó thì chúng ta nên dùng hết sản phẩm này và chỉ sau một tháng thôi chúng ta sẽ cảm thấy là sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt và để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại hà nội để nhận được nhiều tư vấn hơn cho sản phẩm nước ép tỏi đen và hy vọng với những thông tin mà kiều anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau